Hello, xin chào tất cả các bạn đã có trên lớp 4 nha. Các con trên lớp 4 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 12, số tự nhiên. Dãy số tự nhiên cùng cách giáo khoa toán 4 cánh diều nha các con. Ta đi vào bài học nhé. Coi cái cặp của đại có người dùng hình vẽ để biểu diễn số. Đây là số 1, số 10, số 100, 1 ngàn, 10 ngàn, 100 ngàn, 1 triệu. Ngày nay để biểu diễn số người ta dùng các chữ số Ả Rập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi 0. Số tự nhiên có từ bao giờ? Những khái niệm đầu tiên về số tự nhiên đã có từ thời của cổ xưa. Những khái niệm đó phát sinh từ việc đếm các đồ vật, con người, vật nuôi, hoa quả. Kết quả phép đếm là các số 1, 2, 3, vân vân. Các số đó ngày nay gọi là số tự nhiên. Số tự nhiên là những số nào? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vân vân, là các số tự nhiên. Thế nào là dãy số tự nhiên? Các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn tạo thành dãy số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đúng không? Để có hình ảnh về dãy số tự nhiên, ta có thể biểu diễn các số tự nhiên trên tia số như thế này. Số 0 ứng với điểm gốc của tia số, mỗi số tự nhiên ứng với một điểm trên tia số. Chúng ta sang tiếp theo. Dãy số tự nhiên có đặc điểm gì? Trong dãy số tự nhiên, thêm một vào bất kỳ số nào cũng được số tự nhiên liền sau đó. Vì vậy, không có số tự nhiên lớn nhất, mà dãy số tự nhiên có thể kéo dài mãi mãi. Chẳng hạn, số 1 triệu thêm 1 được số tự nhiên liền sau là 1 triệu lẻ 1. 1 triệu lẻ 1 thêm 1 được số tự nhiên liền sau là 1 triệu lẻ 2. Bớt 1 ở bất kỳ số nào khác 0 cũng được số tự nhiên liền trước đó. Không có số tự nhiên nào liền trước số 0, nên số 0 là số tự nhiên bé nhất. Hai số tự nhiên liên tiếp thì hơn kém nhau một đơn vị. Ta làm bài số 1, chọn đáp án đúng. Ba số tự nhiên liên tiếp là 100, 101, 102, 103 là sai. 210, 220, 230 sai. 199, 200, 201 đúng. 896, 897, 898, 99 đây sai. Câu 2. Ba bạn An, Bình và Cường đang tranh luận xem đâu là dãy số tự nhiên. Theo em bạn nào đúng? Đây 0, 1, 2, 3, 4, 99, 100 rồi còn tiếp tục nữa. Như vậy đây là sai. 1, 2, 3, 4, 5 thiếu số 0. 0, 1, 2, 3, 4 đây mới là đúng. Đây bạn Cường đúng. Ta sang tiếp bài 13, viết số tự nhiên trong hệ thập phân. Hệ đếm thập phân gắn liền với một máy tính tự nhiên mà con người có sẵn 10 ngón tay. Hệ thập phân, trong hệ thập phân cứ 10 đơn vị ở một hàng hợp lại thành một đơn vị ở hàng xen tiếp liền nó. Ví dụ 10 đơn vị bằng một chục, 10 chục bằng 100, 10 trăm bằng 1.000. Câu số 2, viết số tự nhiên trong hệ thập phân với 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể viết được mọi số tự nhiên. Mỗi hàng chỉ có thể viết được một chữ số, giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó. Chẳng hạn số 888 có 3 chữ số 8,
kê từ phải sang trái, mỗi chữ số 8 lần lượt nhận giá trị là 8, 80, 800. Viết số tự nhiên với các đặc điểm trên được gọi là viết số tự nhiên trong hệ toán học. So sánh các số tự nhiên. So sánh hai số tự nhiên là việc xác định xem số nào lớn hơn, số nào bé hơn hoặc bằng nhau. Để so sánh hai số tự nhiên, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau. Dựa vào vị trí các số trong dãy số tự nhiên, số nào được đếm trước thì bé hơn. Dựa vào quy tắc so sánh các số có nhiều chữ số. Câu số 1, đọc các số sau. Đây là 651. Đây là 5064. 800.000, 800.310, 9.106.783, 9.106.783, 573.810.000. B, viết các số sau. 24.516, 24.516, 307.421, 307.421, 1.250.017, 1.250.017, 15.040.608, 15.040.608. Bài số 2, viết mỗi số sau thành tổng theo dạng 10.837 bằng 10.000 cộng 800 cộng 30 cộng 7. 265.175 bằng 200.000 cộng 60.000 cộng 5.000 cộng 100 cộng 70 cộng 5. Triệu 050.694 1.000.000 cộng 50.000 cộng 6.000 cộng 90 cộng 4 324.126 300.000 cộng 2.000 cộng 1.000 cộng 20.000 thôi cộng 1.000 cộng 100 cộng 20 cộng 6 57.605 50.000 600 cộng 5. Bài số 3, số liền trước, số đó cho, số liền sau. Số liền trước là 98, 99, 100, 1270, 1269, 271, 8.010, 8.009,
8011, 2068, 2067, 2069, 14050, 14049, 14051. Bài số 4. Khoảng cách từ trái đất sao Kim, sao Thủy, sao Hỏa đến mặt trời được biểu thị trong bảng bên. Hãy sắp xếp khoảng cách từ các hành tinh trên đến mặt trời theo thứ tự từ gần nhất đến xa nhất. Gần nhất thôi nha. 57.910.000 đến 108.000.000 đến 149.600.000 và đến 227.700.000. Cái vòng trình lớp 4 thông minh bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt tất cả các con, hẹn gặp lại sau nha. Bye bye.